Tập 17. Trong số 13 người đó, có một người chính là tỷ tỷ của Đàm Khê. Nên mấy hôm nay cô ấy mới ưu tư buồn phiền như thế. Những sinh mạng tươi tắn và những giai điệu động lòng ấy cứ như vậy biến mất mãi mãi, cùng với một trận cháy lớn. Hôm đó chắc Quỳnh cũng ở hiện trường hả? Chỉ có người từng tự mình trải qua sự bất lực mới lưu lại sự sợ hãi với quá khứ. Ta còn tưởng mình giấu giỏi lắm. Tuyệt đối không được vào. Lửa cháy quá to rồi. Tuyệt đối không được vào. Lục công, đám cháy nguy hiểm như thế, sao ngài lại đích thân đến? Nhạc phường Thượng Kinh bị cháy, tất nhiên ta phải đến. Tình hình hiện nay ra sao rồi? Nghe chủ nhạc phường nói vẫn còn 13 người chưa được cứu ra. Lục công, ngài tuyệt đối không được vào. Xin ngài đừng để nguy hiểm tới bản thân. Ngài tuyệt đối không được vào. Lục công, cô nương, cô nhìn ta đây. Đừng sợ, ta sẽ cứu cô ra ngay. Cô nương, Tân Kim, mau đến giúp ta. Lan Quân, Lan Quân. Giả dụ hôm đó ta nhanh hơn chút nữa, sớm hơn chút nữa, có phải là đã cứu được họ rồi không? Ở quê ta có một truyền thuyết, sau khi chết, con người sẽ biến thành sao trên trời, bảo vệ người quan trọng nhất của mình, soi đường đêm cho người còn sống. Ánh sao ấy chính là hy vọng, là của ta, cũng là của họ. Dẫu đấu với ngàn vạn người, ta cũng dũng cảm tiến lên. Không ai quy định đã lớn rồi thì không được tháo bỏ áo giáp nữa. Thật ra huynh không cần cứ làm một người lớn mãi. Tỷ với Lục Lan Quân vẫn chưa về nhỉ? Họ đi đâu vậy? Dạo này cứ bí mật ghê lắm. Chắc chắn là đi hẹn hò rồi. Ta biết tính cách của Niên Niên, khi tình cảm chưa chắc chắn, hắn sẽ không để người khác biết đâu. Sao đó lại có lửa? Đi, tới xem thử. Tỷ tỷ, hôm nay lại là ngày giỗ của tỷ, nhưng muội vẫn không thể đi tế bái tỷ. Đợi qua Tết Nguyên Tiêu, nhạc công thường dân chúng ta cũng có tư cách được vào giáo phường. Nhất định muội sẽ đi tế bái tỷ một cách quang minh chính đại. Nhạc công thường dân, Đàm Khê,
Hôm nay ta không ở nhà, mọi người đều bình an vô sự chứ? Lăng Quân, huynh phải chuẩn bị tâm lý đấy nhé. Ba trăm cách tuyệt giao. Lý tỷ tỷ, sao tỷ lại lừa bọn muội? Giờ ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng ta sẽ coi ngươi ngầm thừa nhận sự lừa dối và tổn thương ngươi gây ra cho ta. Nếu ngươi không giữ im lặng, mọi lời ngươi nói ra ta đều không tin, vì ngươi đã vi phạm ba điều quan trọng trong tình bạn. Một, Thành, làm bạn phải đối thủ chân thành. Ngươi lén lút giúp nhạc công thường dân vào giáo phường, muốn giúp họ thoát khỏi khó khăn. Nhưng sự thiếu chân thành của ngươi với ta khiến ta ở bên ngươi giống một tên công tử bột ngu ngốc, chỉ biết ăn chơi nhảy múa. Hai, Tính, ngươi luôn giấu ta chuyện này là sợ ta sẽ nhân đó mà bán đứng ngươi, để giành lấy danh xưng đệ nhất Mỹ Nam Thượng Kinh của ngươi, hay là sợ ta thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều, sẽ chỉ có thể trở thành một cái gậy chọc phân làm hỏng chuyện. Gậy chọc phân, cũng tự biết nhận thức rõ bản thân lắm. Thứ ba, chính là nghĩa. Bạn bè phải bất chấp an nguy, chết cũng không từ. Trong mắt ngươi chỉ là một câu nói suông thôi hả? Nói hết chưa? Tạm thời thôi, còn gì thì nghĩ ra rồi nói. Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Bọn muội muốn gia nhập. Dù sao bọn muội cũng đã từng cứu một nhạc công thường dân, tuy không có thù lao, nhưng bọn muội có cảm giác thành tựu. Cảm giác thành tựu tính theo cân, ta thêm cho muội gấp bội. Giữa sang và hèn có khoảng cách luân lý cương thường mãi mãi không đổi. Hoàng cung quý tộc, một khi quyền lợi của họ lâm nguy, sẽ có bao nhiêu người vì đó mà bỏ mạng? Ngươi đã từng nghĩ đến hậu quả chưa? Các triều đại từ xưa tới nay, cải cách đều cần tế lễ bằng máu tươi. Đây đâu phải trò trẻ con. Hân Nhi, ta thấy Niên Niên nói đúng. Sự việc nguy hiểm, ta không muốn muội mạo hiểm, nhưng ta cũng không thể để Niên Niên một mình đơn độc chiến đấu. Nên một mình ta là đủ. Trước đây muội chỉ biết đồ ăn ngon và kiếm tiền lương. Cuộc sống tốt xấu có ý nghĩa hay không, muội chưa từng quan tâm, vì muội luôn thấy những điều đó không liên quan gì tới muội. Nhưng trải qua lần cứu người trước, muội mới nhận ra hóa ra giữa người với người đúng là có sự bất bình đẳng. Nhưng lúc đó muội cũng không biết phải làm sao. Nhưng cũng may giờ Lục Lan Quân và Lý tỷ tỷ đã chỉ cho chúng ta một con đường sáng, sao chúng ta không làm theo? Mọi người ở đây là tỷ muội tốt của muội, bất kể là thường dân hay là nhà quan, muội đều muốn ở cùng với mọi người. Nhưng sự việc nguy hiểm, chẳng lẽ muội không sợ? Muội sợ chứ. Nhưng muội sợ mình sống hời hợt, bàng quang, vô tình vô nghĩa, không quan tâm tới ai hơn. Quỳnh biết không, thật ra muội vẫn luôn rất ngưỡng mộ Lý tỷ tỷ. Tỷ ấy nhiệt tình, dũng cảm, dường như chẳng có khó khăn nào làm khó được tỷ ấy. Nên lần này muội muốn cùng mọi người bảo vệ các tỷ muội của giáo phường, bảo vệ tất cả nhạc công trong thiên hạ. Được, chúng ta sẽ cùng nhau bảo vệ. Thật ra thêm một người cũng là thêm một phần sức mạnh mà, nhưng đồng thời cũng thêm một phần nguy hiểm. Hân Nhi đơn thuần, Sư Kiệt lỗ mãn, người tham gia chuyện ngày càng nhiều, giáo phường sẽ thêm một kẻ hở. Huynh sợ họ để lộ sơ hở, càng sợ họ vì vậy mà gặp nguy hiểm, đúng không? Chuyện này nguy hiểm, càng ít người biết chuyện càng tốt. Đặc biệt là hai người họ, ta không muốn họ phải chịu bất kỳ rủi ro nào. Nay đã biết rồi, cứ xem sao đã. Thế nào rồi? Trong phủ xảy ra chuyện gì? Lan Quân, cuối cùng người cũng trở về. Lão gia đột nhiên lâm bệnh cực kỳ nghiêm trọng.
Lan Quân, là lỗi của muội. Muội không nên tế bái trong giáo phường. Nguyên Tiêu cận kề, chuyện chúng ta trụ tính không chỉ liên quan tới vận mệnh người sống, mà còn liên quan tới cái chết của các tỷ muội các nhạc công khác. Ta biết trong lòng muội nhung nhớ và lo lắng hơn. Nguyên nhân chết, chẳng phải họ vô tình bị chìm trong biển lửa sao? Đúng. Nhưng theo ông chủ nhạc phường đó nói, cánh cửa lớn mà ta tới cứu người đó bình thường đều mở ra, nhưng duy chỉ có ngọn lửa bốc lên, cánh cửa đó lại khóa. Mà bên ngoài cửa còn có thanh gỗ chặn cứng cửa lại. Chẳng lẽ có người cố ý làm thế? Mọi người có manh mối gì không? Nhân viên ra vào nhạc phường mỗi ngày rất nhiều, bọn ta không biết điều tra từ đâu. Chỉ là lúc đó tỷ tỷ giao cho Lan Quân một cái bùa hộ thân, đó là thứ mà ở huyện Dung Ký Châu bọn muội ai ai cũng đeo. Vào lúc quan trọng nhất giao ra thứ này, nhất định có ý gì đó. Vậy mọi người tra ra bùa hộ thân là của ai chưa? Trên bùa hộ thân chỉ viết họ, không viết tên. Bọn ta đã điều tra nửa năm, nhưng người đó vẫn cứ bặt vô âm tính, không có đầu mối gì. Bùa hộ thân như thế nào? Ta xem có được không? Ở trong phòng muội. Cái bùa hộ thân này cũng khác biệt ghê. Đây là trang sức riêng của Ký Châu. Hồi đó ông dịch hoành hành, mọi người bèn cho hương thảo vào trong bùa hộ thân, lấy gỗ đào làm chất liệu, làm thành hình lá phong, dùng để trừ tà giữ bình an. Nói như vậy thì hắn là đồng hương với Đàn Khê. Đúng. Trước đây chúng ta đã điều tra tất cả những người Ký Châu ở Thượng Kinh đều không có manh mối gì. Có lẽ hắn đã rời khỏi Thượng Kinh rồi, hoặc là hắn đã chết. Không, có lẽ không những hắn chưa chết, mà hắn đã biết thân phận muội khác lạ. Bọn ta đã điều tra, tên Cố Xuyên ra vẻ cảm mến muội ngày trước là bị người ta mua chuộc, cố ý tiếp cận muội, dò thám thân phận của muội. Dò thám thân phận của muội, vậy chuyện thân phận của muội là giả đã bị vạch trần. Đừng lo, mọi vết tích về sự tồn tại của muội trước đây đều bị xóa sạch rồi. Bây giờ muội chỉ là một nhạc công của giáo phường nhà quan thôi. Muội có lẽ hướng điều tra của mọi người đã sai từ đầu. Mọi người cứ đinh ninh là cùng quê Quý Châu, đều là thường dân, nên sau khi mọi người điều tra tất cả thường dân xong, vẫn không có bất kỳ manh mối nào. Đúng. Nếu hắn cũng như Đàn Khê đã đổi lốt thành thân phận nhà quan, thì mọi sự điều tra trước đây của chúng ta hoàn toàn đều là uổng phí. Nhưng vừa nãy mọi người nói là đã điều tra tất cả những ai đến từ Ký Châu rồi mà. Nếu theo lý lẽ này mà nói, ta nhớ đến một nhạc công thường dân tên là Châu Ninh Diễn. Nghe nói đã qua đời, nhưng chỉ có mộ di vật, không có xác. Trước đây ta còn thấy kỳ lạ, nhưng giờ nghe cô nói thế, Châu Ninh Diễn, muội có nghe phụ thân muội nhắc tới. Ông ấy là bằng hữu thân thiết của phụ thân muội, tài hoa nở rộ, nhưng không cam tâm vì thân phận thấp hèn mà sống một cách lãng phí, nên một mình đến Thượng Kinh mưu sinh. Nhưng chưa đến 2 năm đã mất nơi đất khách rồi. Mất nơi đất khách, mộ di vật Thượng Kinh. Vừa nãy huynh nói trong Thái Thượng Tự từng có người điều tra hộ tịch của hữu giáo phường. Vậy nếu chúng ta giả thiết người này chưa chết, là một nhạc công, hắn sẽ sống với thân phận thế nào đây? Vậy xem ra vẫn phải điều tra từ Thái Thượng Tự. Cô đang mô phỏng đánh trống à? Thường ngày ta chỉ có thể lau chùi những nhạc cụ này, không được lại gần, nên nhân lúc mọi người nghỉ ngơi đến để luyện tập. Lý cô nương, xin lỗi. Không có gì phải xin lỗi cả. Trước đây ta cứ tưởng làm công việc mà mình thích là một việc rất bình thường, đơn giản. Mãi đến nay ta mới biết, thì ra có người
vì chuyện này mà phải trả giá bằng sinh mạng. Mấy hôm nay ta luôn nghĩ, liệu có phải cứ im hơi lặng tiếng như thế này mãi cho đến chết không? Đừng dễ dàng bỏ cuộc. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng. Sẽ có một ngày, nhất định cô sẽ có thể đứng trên sân khấu trước cả nghìn người, đánh trống hết mình. Cảm ơn cô. Ta sẽ kiên trì. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ngụy Công quy định các giáo phường sử dụng lần lượt phòng tập. Các người cứ ở mãi không đi, làm sao bọn ta tập được? Tại giáo phường huyện Lâm lề mề nên bọn ta kéo dài thêm 2 canh giờ. Thế nào, ngươi không tìm họ mà lý luận thì bọn ta làm gì? Nghĩ chúng ta dễ bắt nạt à? Ngươi làm sai mà còn già mồm. Ta nói cho ngươi biết, bọn ta không giành được hạng nhất, ta sẽ hỏi tội các ngươi. Ta nhổ vào, lợi hiếp yếu sợ mạnh như các ngươi thì chỉ xứng được hạng bét thôi. Khốn kiếp, đừng đánh nữa. Có sứ thần đến rồi. Lời nói việc làm của một người liên quan đến dinh nhục quốc gia, nguyên tiêu cận kề. Các ngươi lại chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đánh đấm nhau trước mặt sứ thần nước láng giềng. Coi như các ngươi đã làm mất hết mặt mũi của giáo phường Thỉnh Triều ta rồi. Ngụy Công, chuyện này không thể trách ta được. Ta cũng chỉ làm hết bổn phận của phó sứ, tranh thủ thời gian luyện tập cho giáo phường thôi. Ngươi làm hết bổn phận à? Ngươi làm hết bổn phận thì người của bọn ta đi đâu để tập? Đấy là việc của các ngươi, liên quan gì tới ta? Im miệng. Phí công hai người còn đều đến từ mạng Tây Nam, làm loạn thành thế này, ra thể thống gì? Ngụy Công, chuyện gì? Nói đi. Trong cung mới truyền tới khẩu dụ, có người dạch tội ngài quản người không nghiêm. Thánh thượng cực kỳ nổi giận vì chuyện này, bảo ngài sáng sớm mai vào cung báo rõ mọi chuyện. Ta mới biết được chuyện này. Sao nhanh như thế? Đã truyền vào cung rồi. Lui đi. Cha thế nào rồi? Kiệt Nhi đến rồi à? Vẫn ho mãi không dứt, không ngủ yên được. Canh phổi lợn ngân nhĩ này tạo nước bọt trị ho tốt nhất, cha uống một ngụm đi. Y quan nói rồi, bệnh của cha con là do nội hư tổn hại cơ quan tạng phủ, bị thương khó lành. Không phải uống canh gì đó là được đâu. Lòng hiếu thảo của Kiệt Nhi mới là cái khó có được. Nào, cứ như vậy suốt, để con mẩy quen lần nữa. Không cần đâu, ngồi xuống. Ta đã cho người đi mời một vị y quan cung đình đã quy ẩn ở con dốc cách thành 10 dặm. Sáng sớm mai chúng ta sẽ khởi hành tới đó. Vâng, vậy con sẽ cùng đi với cha. Được, được. Cha, cả nhà ta đều ở đây. Được. Sao huynh vẫn còn ở giáo phường? Bảo là hôm nay tới tìm Ngụy Triết để bàn bạc điều tra hộ tịch thái thường tự thế nào mà. Sáng nay ta đã cử người gửi thư cho huynh ấy, nhưng không biết vì sao đến giờ vẫn chưa có hồi âm. Lan Quân, sao vậy? Hốt quản thế. Lan Quân không ổn rồi. Thái thường tự Thiếu Khanh với tên Tô Tông Thần kia dẫn một đội quan binh đi thẳng tới giáo phường ta, để thấy chúng không có ý tốt. Thiếu Khanh từ dần. Dân, đi xem sao. Dân, tìm hiểu kỹ càng cho ta. Lan Quân, Từ Thiếu Khanh, ngài cứ gì vậy? Có người báo cáo để giúp nhà công giáo phường tinh thần phấn chấn luyện tập hăng sai. Hữu giáo phường sử dụng cấm dược hồng linh thảo, nên mong Lục Lan Quân phối hợp điều tra. Hồng linh thảo chúng tôi dùng lúc nào chứ? Như vậy là vu cáo còn gì? Đúng thế, thảo dược này hại cơ thể, sao chúng tôi lại dùng được? Có người báo cáo, hay là rắc tâm vu cáo? Điều tra một cái sẽ rõ ràng ngay. Chỉ có điều Hữu giáo phường là giáo phường nhà quan, theo thông lệ nếu muốn tra xét phải có thánh ý của thánh thượng. Dám hỏi Từ Thiếu Khanh có khẩu dụ của thánh thượng không? Ra sức ngăn cản, sợ điều tra ra điều gì khó ăn nói à? Việc gấp phải linh hoạt. Có người báo cáo, nếu ta bẩm báo trước thì há chẳng phải để người ta nghĩ ta cố ý để cho Lục Lan Quân có thời gian tiêu hủy chứng cứ hay sao?
Vậy thì sự trong sạch của Lục Lan Quân sẽ thực sự không thể chứng minh được nữa. Huống hồ bây giờ cũng không phải là tra xét, chỉ là kiểm tra định kỳ thôi. Kiểm tra định kỳ có cần phải làm cho to chuyện thế này không? Từ Công, ngài phải nghĩ cho kỹ đấy. Nếu lát nữa không tìm ra được gì, cái mũ ô sa bé như hạt dừa của ngài phải để lại Hữu Giáo Phường chúng tôi đấy. Đa tạ Tống tiểu thư quan tâm. Tô Mộ cũng không phải là người tiêu cực, chỉ muốn quét sạch tà khí trong giáo phường này cho thánh thượng thôi. Vậy sau đó đôi dây này sẽ gánh vác nhiều trọng trách hơn. Hãy để chúng ta cứ chờ xem đi. Ngụy Triết làm quan rất cứng rắn, bình thường vị thiếu khanh này chỉ để trang trí, sao hôm nay lại là hắn dẫn quân đến? Chẳng lẽ Ngụy Triết xảy ra chuyện rồi? Các người đến tìm đồ hay là phá đồ thế hả? Đừng động vào cái đó. Cái đó do Vũ Sư Kiệt giết giả thôi, không thể có chỗ nào vi phạm được, không được để sót chỗ nào cả. Đừng động vào nó. Tìm cho ta, đây là rượu Quế Hoa do ta và Vũ Sư Kiệt cùng uống, tuyệt đối không thể vi phạm được. Người thấy lạ lắm, chắc chắn là không đơn giản. Người dám ra tay với ta, người vậy là chống đối công vụ. Ta có thể bắt ngươi ngồi tù bất cứ lúc nào. Ta không cần biết ngươi cho ta ngồi tù gì. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay không ai được động vào nó. Hân Nhi, hảo hán không chịu thiệt trước mắt sẽ nghĩ đến bảo vệ giáo phường, nhất quyết không được bốc đồng để lộ sơ hở cho người ta. Bình tĩnh, thả ra, bình tĩnh. Ta cứ đặt đấy. Đừng đặt nữa, đừng động vào nữa. Làm sao đây? Không biết. Đi, người nhớ đấy. Không sai, trong gia vị này đúng là có thành phần của Hồng Linh Thảo. Ông nói có là có sao? Có bằng chứng gì không? Lão Phu hành nghề y hàng chục năm, có thể nói là nếm trăm cỏ, biết vạn vật. Trong gia vị này chủ yếu là dân lĩnh tử. Dân lĩnh tử mọc ở biên thùy Tây Nam, có công dụng làm ấm, khử ẩm. Vì mùi thơm rất nồng nên mới che được mùi của Hồng Linh Thảo. Nhưng quan sát kỹ càng thì vẫn ngửi ra được mùi đắng chát của Hồng Linh Thảo. Dân lĩnh tử gặp nước sẽ tan, còn Hồng Linh Thảo chỉ tan khi nhiệt độ cao. Nếu các vị không tin thì có thể thử xem. Dám hỏi vị cô nương này, trong nước lạnh này là mùi gì? Hơi đắng chát. Thế còn trong nước nóng? Mùi thơm nồng. Thế thì đúng rồi. Lục Cảnh Niên, ngươi còn lời gì để nói không? Báo cáo, tra xét, y quan, mọi thứ cứ như diễn tập, không chê vào đâu được. Lục mổ ta không còn gì để nói. Cảnh Niên huynh, ý muốn nói có người cố ý sắp xếp để hại huynh. Tô huynh tự biết trong lòng. Để đạt được hạng nhất nguyên tiêu, ngươi cũng hao tâm tổn quyết thật, làm tới mức kỹ càng thế này. Nếu không phải y quan kinh nghiệm phong phú, suýt nữa đã bị ngươi qua mặt rồi. Chuyện này không liên quan tới Lục Lan Quân, do Vũ Sư Kiệt mua về định làm bồi bổ thực liệu cho mọi người. Chắc chắn là huynh ấy bị lừa, bám lấy con của giáo phường xứ. Đừng có giải thích vô nghĩa nữa. Từ Công, này chứng cứ xác thực, ngài định xử trí thế nào? Lục Cảnh Niên thân là người cầm lái Hữu Giáo Phường, bất chấp thủ đoạn, biết luật còn vi phạm. Người đâu? Dẫn hắn về Thái Thượng Tự.
đợi thẩm vấn. Rõ. Không được, không ai được động vào huynh ấy cả. Ta xem ai dám động vào Lan Nguyên của ta. Đúng, đúng thế. Các ngươi tưởng là đông người ngồi vào thì không bị xử thật à? Cảnh Niên huynh quả nhiên là phong lưu tài tử, chuyện mất đầu mà cũng có bao nhiêu cô nương tranh giành để bán mạng cho huynh. Nhưng lần này không ai bảo vệ được huynh đâu. Lục mổ ta không thẹn với lòng, sao phải sợ điều tra? Xin Kim, Hân Nhi, tránh ra. Lan Quân, tránh ra. Người trong hữu giáo phường ta hành sự quang minh lỗi lạc, không sợ điều tra. Các vị không phải lo lắng, ta sẽ không sao đâu. Tết Nguyên Tiêu cận kề, mọi người cứ ở yên trong giáo phường, đừng để lỡ việc luyện tập. Lục Cảnh Niên, ta sẽ giữ vững hữu giáo phường, đợi huynh trở về. Sao lại như vậy chứ? Tiếp theo phải làm sao? Đúng thế. Y Quan, rốt cuộc phụ thân ta thế nào rồi? Giáo phường xứ mắc chứng ho lạ, khí huyết tắc nghẽn nặng, đã tổn hại đến lục phủ ngũ tạng. Ngoài uống thuốc ra, hằng ngày lão phu còn phải châm cứu đẩy máu ra để điều khiết lưu thông khí huyết tắc nghẽn. Dân, ông kê đơn thuốc đi, ta sẽ đích thân đi sắc. Được, đợi chút. Thang thuốc này phải sắc đủ 4 canh giờ. Ban đầu để lửa lớn, cuối thì lửa nhỏ, không được thiếu củi, phải giữ nó sôi sùng sục liên tục. Nửa canh giờ thêm nước một lần, cho đến khi sắc còn một bát, không nhiều không ít là được. Dân, ta nhớ rồi, đa tạ Y Quan. Làm phiền Y Quan rồi. Được, cáo từ. Kiệt Nhi, phụ thân không sao, còn công việc bộn bề, cứ về trước đi. Ở đây có mẫu thân con là được. Phụ thân, ngày trước con hay làm bừa, cứ tưởng sau này còn nhiều ngày để báo hiếu. Nhưng cha ngã bệnh thật, con mới thấy sợ. Con muốn nuôi mà cha mẹ không còn. Phụ thân, cha nghỉ trước đi, con đi sắc thuốc đây. Được. Ông nghỉ ngơi một lát đi, tôi đi giúp Kiệt Nhi. Làm phiền phu nhân rồi. Thế nào rồi? Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Lục Cảnh Niên đã bị nhốt trong thái thường tự. Nói với Tô Tông Thần, cơ hội chỉ có một lần. Một khi cho tàn lại cháy, lửa cháy lan ra thì không cản lại được đâu. Tiểu nhân hiểu. Tiểu nhân chỉ sợ nếu Lan Quân nhà ta biết chuyện này là ngài lợi dụng cậu ấy, Sợ là Kiệt Nhi là một đứa con ngoan. Nếu không liên quan đến sống chết, ta cũng không muốn liên lụy tới nó. Nhớ kỹ, quyết không được để nó biết. Tên bán hàng trong đó phải xử lý cho sạch sẽ vào. Lão gia yên tâm, hắn nhất định sẽ không có cơ hội mở miệng đâu. Chuyện đến nước này đã không còn đường lùi nữa rồi. Em nói là vì sử dụng dược liệu cấm nên Lục Lan Quân đã bị giam trong thái thường tự. Dân,
Em ra ngoài mua đồ, mọi người trên phố đều đang nói chuyện này. Huynh ấy là người vô tư, sẽ không bao giờ, cũng không đáng mà làm chuyện như vậy. Nhưng quận chúa tin huynh ấy cũng vô dụng. Huynh ấy đã bị đưa đi rồi, nghe nói không cho bất kỳ ai thăm viếng. Xem ra người điều tra huynh ấy đã bắt đầu ra tay rồi. Trúc Nhi, thay đồ giúp ta. Quận chúa, người muốn đi đâu? Thái thượng tự, ta phải cứu Lục Lăng Quân. Người khác không vào được, sứ thần nước láng giềng chắc chắn được. Quận chúa, người không được đi. Đây là nội chính thịnh triều, người là quận chúa nước láng giềng, không tiện can dự vào đó. Người tuyệt đối không được quên thân phận của mình đấy. Biết từ nhỏ người đã tràn ngập mong mỏi về thịnh triều, nhưng trước khi xuất hành, Dương Phi đã đặc biệt căn dặn mỗi lời nói hành động ở đây đều phải nhớ tới thân phận của mình. Ở đây người tuyệt đối không được hành xử cảm tính, thiếu chừng mực. Đúng thế, ta có thể dùng thân phận sứ thần để vào đó, nhưng thân phận này là lợi cũng là hại, chỉ hơi bất cẩn, quan hệ hữu nghị giữa hai nước sẽ bị tình cảm cá nhân của ta đặt vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Người nghĩ thông suốt được thì tốt quá rồi. Không phải ta nghĩ thông suốt được, mà là xuất thân này của ta đã định sẵn là không hành xử tùy ý được. Nên ta rất ngưỡng mộ Lý cô nương, dám nghĩ dám làm, tâm tư hiện hết trên mặt. Mở cửa ra. Mở cửa. Là Hân Nhi cô nương à? Vũ Sư Kiệt đâu? Ta tìm huynh ấy có chuyện gấp. Lăng Quân nhà tôi hả? Các ngươi làm gì thế? Mở cửa ra. Hân Nhi cô nương, cô đừng trách chúng tôi. Phu nhân dặn dò như vậy tuyệt đối không được để cô vào. Ta chỉ muốn tìm Vũ Sư Kiệt thôi. Ta có chuyện gấp thật mà. Lăng Quân nhà ta đã ra ngoài cùng lão gia và phu nhân rồi. Cô cứ về trước đi. Các ngươi đừng hòng lừa ta. Còn không mở cửa ta sẽ không khách sáo nữa đâu. Hân Nhi cô nương, Lăng Quân nhà ta không có nhà thật. Mời cô về cho. Nếu cô còn như thế này, chúng tôi đành phải báo quan thôi. Ta cứ muốn gặp Vũ Sư Kiệt. Hôm nay nhất định ta phải gặp huynh ấy. Hân Nhi, Lý tỷ tỷ, nếu Vũ Sư Kiệt ở nhà thật, huynh ấy sẽ không trốn không gặp muội đâu. Lục Cảnh Niên bị giam, nếu muội cũng bị đưa đi, muội bảo ta ăn nói với người trong giáo phường thế nào? Nhưng nghe lời đi, về với ta. Hương liệu đó đúng là Vũ Sư Kiệt mua, nhưng chắc chắn huynh ấy không biết bên trong có hồng linh thảo. Ta cũng đi tìm tên bán hàng trong đó rồi, nhưng hắn đã biến mất từ lâu. Chúng tôi có lỗi với mọi người, hại hữu giáo phường, hại Lục Lăng Quân. Nhìn là biết đám người đó không lương thiện gì. Muốn du quan giá quạ thì thiếu gì chứng cứ. Ta biết ngay đường tới Tết Nguyên Tiêu không đơn giản như thế. Trời còn chưa sập mà, nhất định sẽ có cách thôi. Lục Lăng Quân đã bị bắt, chúng ta còn làm gì được nữa? Nhưng cũng đâu thể ngồi chờ chết được. Cứ đợi đám người đó đập nát hoàn toàn hữu giáo phường ta chắc. Không đập nát thì cô còn muốn làm gì? Được rồi, nếu vào lúc này chúng ta tự gây rối lên thì sẽ giúp cho đối thủ không ít việc đâu. Càng là như vậy, mọi người càng phải tập trung với nhau, không thể phá vỡ mới khiến đối thủ để lộ sơ hở, cho chúng ta cơ hội phản kích. Lý cô nương, chúng tôi nghe cô. Mọi người cứ về luyện tập bình thường đã, đừng phụ lòng Lục Lăng Quân và sự kiên trì lâu nay của bản thân. Được, chúng ta rõ rồi. Đi nào. Hân Nhi, ta đã hỏi thăm rồi. Giáo phường sứ bệnh nặng, Vũ Sư Kiệt đưa máy đi tìm danh y. Tạm thời muội có thể yên tâm rồi. Sơn Kim, phía Ngụy Công thế nào rồi? Ngụy Công sáng sớm đã bị truyền chỉ gọi đi rồi. Nghe nói là phó sứ Hai Châu quận đánh nhau trước mặt sứ thần. Ngụy Công bị hỏi tội đến giờ vẫn chưa về. Quá nhiều sự trùng hợp diễn ra cùng lúc thì không phải là trùng hợp nữa. Đối thủ tính kế kỹ càng là để chúng ta bị cô lập không ai giúp. Lăng Quân nhà ngươi còn có giao hảo giai nữa không? Lăng Quân xưa nay cô độc một mình, không có bằng hữu gì hết. Thôi được, nhà người khác không bằng tự dựa vào bản thân. Để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta nhất định phải mau chóng cứu huynh ấy ra. Cứu? Là sao cơ? Chuyện này Ngụy Kiết mãi chưa xuất hiện, xem ra bị giữ chân rồi. Nhưng kể cả Tô Tông Thần mua chuộc được Từ Dần, cũng không có khả năng điều Ngụy Kiết đi được. Phòng ốc sơ sài thế này, làm sao người ta ở được chứ?
Đúng là khiến cảnh niên huynh ấm ức rồi. Chỉ cần nhân tâm không xấu xí thì sợ gì phòng ốc sơ sài. Cảnh niên huynh chính là như vậy. Từ nhỏ đến lớn không nhượng bộ chuyện gì cả, cho nên mới rơi vào bước đường này. Chiếm thượng phong rồi thì sao? Đắc tội với quá nhiều người, trong đó nhất định cũng có tông thần huynh nhỉ. Ta sợ cảnh niên huynh ở đây cô liêu. Ta đến đây lấy nước thay rượu, rót cho huynh một ly. Chỗ ta đây chỉ có một cái cốc. Không sao, ta có mang. Còn nhớ hai ta uống rượu riêng với nhau là hồi thiếu niên. Được huynh không chê, năm đó tông thần huynh còn coi ta là bạn. Nói một câu thật lòng, đến bây giờ ta vẫn coi huynh là đối thủ duy nhất. Cũng chỉ có huynh, Lục Cảnh Niên, Lục Lăng Quân xứng làm đối thủ của ta. Đã như vậy thì sao nên nổi đặt ta vào chỗ chết? Vì ta muốn thắng. Bao nhiêu năm nay ta luôn nói với mọi người, cũng nói với bản thân ta, Tô Tông Thần ta sẽ không thua Lục Cảnh Niên ngươi. Ngươi xem, ta đã làm được rồi. Tô Tông Thần, ngươi thực sự cho là thắng được ta là sẽ kê cao gối ngủ được à? Để thắng ta một lần, ngươi đã nhúng mình vào đám bùn nhão, kết bè với tiểu nhân bỉ ổi. Ngươi đã để bao nhiêu năm học tập chăm chỉ, luyện tập khổ cực ở đâu rồi? Bất kể lúc nào, ở đâu, ta cũng không làm con cừu non chờ mổ đâu. Vậy lần này Tông Thần huynh đến, thiết nghĩ cũng không chỉ là muốn uống vài ngụm nước trắng với ta đâu nhỉ? Nhận thua, ta muốn ngươi công khai nhận thua, từ bỏ tham gia Tết Nguyên Tiêu. Như vậy mọi chuyện đều sẽ kết thúc. Ngươi cũng có thể về lại Hữu Giáo Phường của mình, mọi thứ như cũ. Tông Thần, có những người cả đời sống là vì thắng thua, còn ta sống là gì đúng sai.